Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Tổng Bí Thư đuối sức, rối bời công tác nhân sự. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 vừa khai màn với các nội dung trọng tâm bao gồm công tác nhân sự và hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đại hội khóa 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị Trung ương 13 đã khai mạc vào sáng ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội và dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 10 tháng 10 năm 2020. Đây là hình ảnh toàn cảnh khai mạc hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. Trong sự kiện này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cho ý kiến xem xét về tình hình kinh tế xã hội vào năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng Cộng sản, công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã chỉ đạo những gì dư luận đang hết sức quan tâm. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đang gặp vấn đề về sức khỏe từ hơn một năm qua, đã phát biểu khai mạc hội nghị này. Theo báo điện tử Chính phủ, trong phát biểu thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đại biểu tham dự hội nghị và phát biểu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề gợi mở để các đồng chí Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét và quyết định. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội 12 sắp kết thúc. Các tổ chức đảng đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đã và đang tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Ông còn cho biết hiện cả nước đang phát huy những hiệu quả quan trọng đã đạt được, vừa tiếp tục duy trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát đại dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nghị quyết của Đại hội 12 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh nội dung chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, đề nghị các đồng chí Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Trong hơn một năm qua, sau khi đột ngột lâm bệnh nặng trong một chuyến đi tới tỉnh Kiên Giang vào giữa tháng 4 năm 2020, ông Trọng lại càng ít xuất hiện hơn trước công chúng từ đó đến nay. Đây là hình ảnh lần xuất hiện gần đây nhất cho thấy Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thần khí mệt mỏi, giọng nói run run, đôi mí mắt sụp xuống và bước đi không vững. Tình trạng sức khỏe của ông Tổng Bí Thư sau đó ít được biết tới. Mới đây, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, sức khỏe lãnh đạo nhà nước được xếp vào loại tối mật, nên người dân càng không thể biết được sức khỏe của những người lãnh đạo ở nước này ra sao. Một trong những vấn đề quan trọng được công chúng và giới quan sát quan tâm là công tác nhân sự khóa 13 sắp tới. Trong đó, nhiều câu hỏi được đặt ra như ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đây? Ông Trọng liệu có tiếp tục là trường hợp đặc biệt hay không? Và tứ trụ sẽ gồm những ai? Theo cơ cấu nhân sự dự kiến, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản khóa 13 sẽ có 200 người, số ủy viên Bộ Chính trị dao động từ 17 đến 19 người và Ban Bí thư có từ 11 đến 13 người. Độ tuổi của ủy viên Ban chấp hành Trung ương được cơ cấu với tỷ lệ 10 đến 15% dưới 50 tuổi, 75 đến 80% từ 51 đến 60 tuổi và 10% từ 61 tuổi trở lên. Ủy viên dự khuyết không được quá 45 tuổi. Người lần đầu tiên vào Ban chấp hành Trung ương phải còn đủ tuổi để công tác hai nhiệm kỳ. Người tái cử vào Ban chấp hành Trung ương phải dưới 60 tuổi, còn tái cử vào Bộ Chính trị phải dưới 65 tuổi. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ chế trường hợp đặc biệt cho những người vượt ngoài khung tuổi này. Ông Nguyễn Phú Trọng chính là một trong những trường hợp đặc biệt đó, dù quá tuổi vẫn được cơ cấu tái cử vào khóa 12. Từ thực tế này, vấn đề là trường hợp đặc biệt được giới quan sát và công chúng cực kỳ quan tâm trước Đại hội Đảng sắp tới sẽ là ai? Sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị cũng là vấn đề lớn và gây nhiều tranh luận trong thời gian vừa qua, nhất là thông tin về những vị này hết sức mù mờ và không rõ ràng. Trong khóa 12 hiện nay, đã có một ủy viên Bộ Chính trị qua đời khi đang làm Chủ tịch nước, đó là ông Trần Đại Quang. Đây là hình ảnh sắc diện của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng suy sụp sau chuyến thăm Trung Quốc, rồi đi chữa bệnh tại Nhật về, so sánh hình ảnh với hình bên phải là khi mới lên chức Chủ tịch nước thì rất khác.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng đang lầm trọng bệnh. Từ tháng 7 năm 2017 cho đến nay, ông Huynh không còn xuất hiện trong các hoạt động chính trị. Vị trí Thường trực Ban Bí thư của ông cũng đã được giao cho ông Trần Quốc Vượng nắm giữ. Trên đài BBC và Facebook, nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà đã đưa tin về dự kiến thay đổi nhân sự lãnh đạo Đảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng sẽ phải thay ông Nguyễn Thiện Nhân ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ 14 đến 18 tháng 10 kết thúc. Như vậy, ông Nhân sắp kết thúc các công việc ở thành phố Hồ Chí Minh sau mấy năm trở về và bị đánh giá là mờ nhạt, không làm được gì thành công. Ông Nguyễn Văn Nên xuất thân là công an hình sự bằng cử nhân luật và hiện vẫn chưa vợ. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khai mạc vào sáng ngày 5 tháng 10, Bộ Chính trị đã đưa kết quả giới thiệu 226 nhân sự tham gia Trung ương khóa 13 2021-2025. Tuy nhiên, nhiều người hiện chỉ tập trung vào sự quan tâm đồn đoán về việc ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng có tiếp tục là trường hợp đặc biệt và ở lại thêm nhiệm kỳ nữa hay ai sẽ thay thế ông. Và tứ trụ sẽ là những ai? Còn nhớ, đại hội lần thứ 12 có 5 trường hợp đặc biệt về tuổi được giới thiệu, 4 vào Trung ương và 1 vào Bộ Chính trị, thì đã có 4 trúng cử và trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính trị là ông Nguyễn Phú Trọng. Trong tình hình thực tế những năm qua, trường hợp đặc biệt đã tạo ra tiền lệ không ổn và có nhiều thành viên trong Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đang phản đối. Chưa nói đến sức khỏe và việc đi lại bất tiện, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là khả năng rất thấp. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa ra nhận định như vậy. Về nhân sự thay đổi ở thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội Trung ương Đảng sắp tới, blogger Bùi Thành Hiếu cũng đưa ra bình luận như sau. Sự nghiệp chính trị của anh Nguyễn Thiện Nhân khá êm đềm. Anh tà tà leo vào Bộ Chính trị hai khóa rồi hạ cánh nhẹ nhàng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, Bí thư Trung ương Đảng, dự kiến về thay ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Văn Nên xuất thân là công an hình sự. Blogger Bùi Thành Hiếu nói tiếp, rất nhiều người như anh Nhân, ví dụ như bà Tổng Thị Phóng, Trương Thị Mai và cả anh Trần Quốc Vượng lẫn Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Bình Minh, Nguyễn Văn Bình, họ cứ lặng lẽ chiếm ghế trong Bộ Chính trị, cơ quan đầu não, lãnh đạo cả nước mà hầu như chẳng làm được gì cả hoặc ngồi cho cái ghế có người mà thôi. Đấy là một sự lãng phí kinh khủng mà Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng bao giờ nhìn nhận, cũng không hẳn là họ không làm gì, họ ngồi đó làm nền cho mấy thằng đầu gấu chúng nó thể hiện. Bộ Chính trị là tinh hoa của Đảng. Đảng là tổ chức lãnh đạo toàn diện đất nước. Tất cả các ủy viên Bộ Chính trị lẽ ra phải làm việc hăng hái, phải xông xáo, phải chỉ đạo nơi này, nơi kia quyết liệt và mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm khi quyết định của mình sai lầm. Như thế mới xứng đáng là ủy viên Bộ Chính trị. Còn không làm được như thế, thì cứ ủy viên Trung ương cũng là được rồi, sao phải vào Bộ Chính trị làm gì cho tốn tiền, phục dịch. Và kỳ này, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới, nên tinh giản chỉ cần 5-7 suất ủy viên Bộ Chính trị là đủ. An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Gia Lai dưới sự kích động của phe tư sang đã bật lại sắp xếp nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương. Người được Ban Tổ chức Trung ương cơ cấu lại không đạt phiếu bầu ở địa phương. Người không được Ban Tổ chức Trung ương cơ cấu lại trúng. Tình trạng đó dẫn đến khó sắp xếp vị trí cho người không có cơ cấu mà được vào Ban Chấp hành. Trước mưu đồ khiêu khích và chọc phá của tư sang, ông Cả Trọng sẽ dùng khối đại biểu quân đội và đảng đoàn để áp đảo lại. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã cho biết như vậy. Và một điều cũng được đưa ra trước đại hội và hội nghị trung ương, đó là đảng quá đắt đỏ. Một trong những vấn đề nổi cộm đã được người dân quan tâm trong thời gian gần đây là tệ hoang phí trong việc tổ chức đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc khóa 13. Mới đây nhất, tỉnh ủy Quảng Trị vào tối ngày 3 tháng 10 đã hủy gói thầu bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đây là hình ảnh dân mạng so sánh quà tặng của Đảng cho các đại biểu đều có giá trị cao, ví dụ như bình hút tài lộc cao cấp giá 600.000 đồng và cặp da giá trên 3 triệu đồng. Ngược lại, Đảng tặng cho dân chỉ có cái ảnh Bác Hồ, không có giá trị gì mấy. Trước đó, để phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ 17, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị đã gửi thông báo mời thầu bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu với dự toán gói thầu hơn 544 triệu đồng. Sau khi người dân phản ánh, đặc biệt là thông qua mạng xã hội Facebook, tỉnh này đã quyết định hủy bỏ khoản mua sắm trên. Trước đó, hàng loạt tỉnh cũng đã chào các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng để sắm cặp da, cặp giả da và quà tặng cho đại biểu. Trong đó, bao gồm tỉnh Quảng Bình dự chi 2,2 tỷ đồng mua cặp giả da. Tuyên Quang cũng mời thầu 2 gói may 428 bộ trang phục
cho các đại biểu với tổng dự toán lên tới hơn 2,5 tỷ đồng. Bình luận về điều này, Hưng Ngọc Phạm, một người có nhiều ảnh hưởng trên trang Facebook, đã viết trên trang cá nhân của mình như sau: Tuyên Quang chi 2 tỷ rưỡi may đồ cho đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh là một ví dụ nữa cho thấy đảng đang trở nên quá đắt đỏ với dân tộc này. Doanh nhân Công Văn Mỹ đã đặt vấn đề trường hợp của tỉnh Quảng Trị như sau: Qua cái tin văn phòng tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định hủy gói thầu bình hút tài lọc cao cấp và các loại phù hiệu đại hội đảng bộ tỉnh, chúng ta bỗng giật mình nghĩ người cộng sản đang ở đâu và họ đang làm gì trong xã hội này? Phải chăng họ đang chiếm trệ trên cao, khoác bộ cánh sang trọng và hút vào trong cái bình ấy mồ hôi nước mắt của người dân không biết từ khi nào đã bị họ mặc nhiên biến thành tài lộc bất tận hưởng? Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ, chính phủ phải tăng chi ngân sách cho chống dịch và phục hồi kinh tế, việc chi tiêu cho hoạt động của đại hội đảng các địa phương càng gây ra bức xúc cho người dân cả nước. Còn Facebook Nguyễn Kim thì bình luận: Nước người ta có cả chục đảng mà ngân sách nhà nước chẳng tốn đồng nào, Việt Nam có một đảng mà ngốn tiền ngang cả một nhà nước. Còn nhà hoạt động Nguyễn Đân Thắng cũng đưa ra bình luận như sau: Đảng phí mỗi năm thu được bao nhiêu mà đảng dám tổ chức đại hội với kinh phí lên đến hơn 40.000 tỷ đồng. Tiền ấy lấy ở đâu ra và không phải là túi dân hay sao? Đây là hình ảnh dự án của tỉnh ủy chi 11 tỷ đồng làm khẩu hiệu có 11 từ tỉnh Hòa Bình đã bị tạm ngừng. Thế mà có con đuông dừa dám đứng lên trước Quốc hội và hỏi: Bạn đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa? Ông Nguyễn Lân Thắng dường như ngụ ý con đuông dừa chính là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Còn nhà báo Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập của tờ báo Petro Time cũng đưa ra bình luận khá bức xúc như sau: Tôi thực sự không còn hiểu nổi. Tôi thực sự không còn hiểu nổi là trong bối cảnh đất nước bộn bề khó khăn vì dịch bệnh, dù kinh tế có tăng trưởng dương nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn là chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Vẫn là còn hàng chục triệu người thất nghiệp. Ấy vậy mà nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức đại hội đảng quá xa hoa và lãng phí. Nào là họ cho may đồ quần áo cho đại biểu, nào là mua sắm cặp da, bút máy, đồ lưu niệm như bình tài, hút tài lộc. Nào là cờ hoa biểu ngữ đầy đường, đầy phố. Khó có thể tính ra mỗi tỉnh thành tổ chức đại hội hết bao nhiêu tiền. Và nếu tính chi phí cho đại hội đảng từ cấp chi bộ trở lên thì chắc chắn sẽ là con số khủng khiếp. Lẽ ra trong lúc này, đại hội đảng các cấp phải biết thắt lưng buộc bụng, phải biết gạt đi những khoản chi chưa thực sự cần thiết hoặc mang tính hiếu hỉ. Nhưng có cảm giác rằng không ít cấp ủy đảng đã lợi dụng đại hội để tiêu tiền, để phô trương, thậm chí là có khi để kiếm trác. Đảng có làm ra được đồng tiền nào đâu. Cơ bản, chi tiêu của đảng đều là từ ngân sách, còn khoản thu từ đảng phí chắc chẳng được là bao. Vì không làm ra tiền mà lại được quyền tiêu, cho nên chẳng ai biết sót, biết tiếc của. Cho nên mới gọi là vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy. Rất mong lãnh đạo đảng có ngay chỉ thị cấm tuyệt đối mua quà cáp, hạn chế đến mức tối đa việc phô trương hình thức cho đại hội đảng của địa phương, của các bộ, ngành. Ông Nguyễn Như Phong đã đưa ra kiến nghị của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, Tổng Bí thư đuối sức, rối bời công tác nhân sự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de